Tớ có tia OX rồi đấy. Bây giờ cậu hãy giúp tớ vẽ góc XOY bằng 40 độ đi xem nào. Để em thử nhé. Em sẽ đặt thước cho tâm của thước trùng với góc O. Em canh cho tia OX đi qua vạch không của thước. À, 40 độ ở chỗ này. Bây giờ em kẻ tia OY đúng chưa? Đúng rồi, góc XOY bằng 40 độ. Bây giờ cậu vẽ lên giấy giùm tớ góc ABC bằng 30 độ xem nào. Đầu tiên em sẽ vẽ tia BC 30 độ ở chỗ này. Vẽ tia BA đúng chưa? Giỏi lắm. À quên, tớ không có khen cậu đâu đấy. Trên tờ giấy này có vẽ tia OX. Cậu hãy vẽ hai góc XOY và XOZ trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia OX, sao cho góc XOY bằng 30 độ và góc XOZ bằng 45 độ. Nào thì vẽ XOY bằng 30 độ, XOZ bằng 45 độ, đúng chưa? Tốt lắm, vậy là cậu đã biết cách vẽ một góc khi biết số đo rồi đấy.